Chào các bạn được cười thôi. Chào các bạn. Má chào các bạn được cười má. Chào cả nhà. Cả nhà vui vẻ. Đoan kìa, chào các bạn kìa. Đậu của chào các bạn. Đoan chàng màn hình. Có tập ở nhà mà hát trời. Dạ không. Hôm bữa đó là con sợ lắm á, tự vì con ho suốt. Con ho từ lúc mấy tháng. Cứ nửa đêm mà hôm. Hát hay quá trời, nhảy cũng đẹp nữa. Linh kêu Linh. Linh nhạc người mới. Linh hay là đâu kìa. Sướng quá. Về mở cho ngoại coi chứ bộ. Vậy hả? Bà thơ tôi biết làm sao mà bà đang ngủ bà ngoại ra tắt quạt hết. Sao? Tại hôm bữa clip trước cái bà nói là bà ngủ bà bị hốc. Quạt mở quạt nó bị hốc, gió hốc khô á. Nên bà ngoại canh me bà ngoại ra tắt quạt. Để ý. Má nói đêm nay nó ngủ quá mà không tắt nổi. Kệ. Má tắt là bà thơ bà nóng bà lại dậy nữa. Kệ má nó tắt chi, để nó đi chừng nào cũng dậy không tắt, má đừng tắt. Rồi bà thơ mà túm lại á là ai ngủ ai thức, mà ai thức ai ngủ là ai canh. Cảnh đang dậy. À. Cứ người này canh người này thức tùm lum tùm la hết. Hôm trưa ba chị Ly chở ba đi khám bệnh á, chị Ly ngủ nằm ngủ như cái sofa, xong rồi cái bác sĩ nói ơi nó bệnh ba thì đi lui tới còn chị Ly thì nằm ngủ. Yeah. Nói người nào bệnh, người này bệnh hay là ông bệnh. Cái hai má con bệnh. Hai má con mà cứ canh nhau ngủ qua canh nhau ngủ lại vậy. Ủa mà bà thơ, bà là ca sĩ sao mà bà ngủ ngáy vậy? Trời ơi, ca sĩ bộ ngủ ngáy hả bà? Thì cũng là người á nội. Ủa tôi cũng là người chứ phải tôi là thú đâu mà. Tôi đâu phải thú mà bà kêu tôi ngủ không ngáy. Tôi người mà. Ê, sao thì ngủ không có ngáy. Vậy hả, bà, vậy bà thú không? Thiệt. Còn chứ bà nhỏ lắm, không có ngáy to. Bà ngoại nói tôi ngáy nhỏ kìa. Ngáy to đâu, đến nỗi mà tôi ngủ mà tôi không ngáy, đến nỗi mà ngoại tưởng tôi không ngủ luôn. Có đêm con không ngáy hả má? Thành ra bà ngoại cứ thức chờ cho bà ngáy đúng không? Đó, cứ canh nhau không mà cái người này tôi ngủ. Thì canh mà ngoại ngáy tôi ngủ, ngoại canh tôi ngáy, ngoại ngủ. Còn bà đi tập thể dục với bà ngoại mà bà hát mơ bà em, bà hát một chút lại con mèo cơ má, xong rồi con mèo xong rồi hát tiếp. Hát tiếp con chó kìa má. Xong rồi lại hát tiếp. Hát tiếp xong rồi con quỷ kìa má. Không biết chừng nào mới hát xong bài nữa. Hai người dám vô căn nhà hoàng kìa. Đâu phải hoàng thù hoàng. Ba tưởng tượng. Nhà đó trong khu người ta đang ở mà tại vì không ai ở thôi. Làm như coi phim ma. Hát mơ và em mà đi một vòng mà chưa hết bài nữa. Sao tôi hay bị vậy quá ta? À. Tôi cũng biết luôn á. Mà nhớ tự nhiên cái mỗi khi mơ về em con quỷ kìa má. thì muốn lúc đó ở không thì hát hát cái tự nhiên thấy cái gì cái nói không? Trời đâu biết xong hồi lát hát tiếp nữa. Ủa mình đang hát tới đâu? Hát tiếp. Có chị kia chị nói chị Hương ở gần á. Gần bà với lại bà ngoại á, bị lây cái đẹp. Dạo này nhìn chị Hương đẹp. Dạo này chị Hương đẹp lên đấy. Ai cũng khen chị Hương sáng lên đấy. Như là tiền tài tới đó. Thời tới cả không nổi. Cả không kịp. Quá trời người gọi điện thoại cho tôi xin số chị Hương luôn á bà. Để nhờ chị Hương đi làm á. Thấy chị thật thà. Ủa nhưng mà chị đang làm rồi còn xin. Không khi nào mà chị hết làm á. Rồi người ta kêu. Giống như người ta kêu á, ta kêu sẵn á, đặt trước á, dù chị Hương rảnh là người ta lấy liền phải không? Ủa mà cái clip gì mà
mà cái gì bí mật à? Hay cái gì mà sao cái bụng chị Hương nó đỏ lên vậy? Ai biết, tự nhiên lúc có đèn ai mà để ý dữ vậy mà lên tôi tưởng là phim ma, tôi tưởng phim ma, tự nhiên cái bụng là cái mặt chị Hương sáng lên, tôi tưởng là chơi gắn đèn vô. Mới coi mà cái mà ra bị chết sợ. Ông ngoại cười không vui với sợ. Tôi coi mà làm tiếng đàn tưng 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 mà chạy một lũ vui sợ. Má nói cái gì má coi cái khúc mà để nằm lăn nè, còn nói để lăn ngồi một chút đã ngồi chơi nằm bò nói để ngồi một chút đã công nhận bả sợ chữa hẹn nữa. Với lại má coi cái khúc nào mà má cười á, má nói má coi cái khúc gì mà má cười quá trời luôn á. Mà coi cái clip mà kỷ niệm 3 năm á, kỷ niệm 3 năm YouTube á, ngoài nói mà mắc cười quá trời. 3 năm nào chưa làm mà kỷ niệm 3 năm á, con bé Tuyết Nhi nó làm á, à. Clip đó, ngoài nói ngoài coi ngoài cười quá trời. À, coi clip mà ngoài đọc kinh cười quá trời luôn á. Hôm qua tôi mới coi lại cười mà mình nhỏ thú. À đúng rồi, mai mốt bà đọc kinh á bà phải đeo mặt nạ chứ không ngờ bà ngoại quay qua thấy mặt bà là ngoại ơi cười à. Cái đúng cái chỗ đó là cười à, cái xong bữa cái nhóm cái cô mấy cô đọc kinh tới á, xong cái cô đó có coi lúc mà ngoại đọc kinh cười á, cái cổ vô cổ nói với bà ngoại kể, ngoại nói trời ơi con coi cái đó mà con cười quá trời luôn, xong kể cho bà ngoại nghe mà ngoại với cổ đó cũng cười tiếp. Cái cổ nói là cười quá trời, xong chồng cổ nói ủa làm gì mà cười dữ vậy đó, xong cái chồng cổ nói bà đã bị gì. Cười quá, chỉ có mình coi mình mới thấy mất cười. Còn tại ổng chưa có coi nhưng mà cái má với cái cô đó mà kể lại mà cười xong cái mấy cái cô đọc kinh ấy đứng nó cười đi khỏi đọc kinh luôn, cái hai người sợ quá nín luôn hết dám cười nữa. Mà ngoại cứ quay mặt vô tường không à. Sợ nhìn mặt bà thơ. Nó có cái chữ cười trên mặt thì nó ngoại phải cười. Má tươi không mà lên à, tươi đẹp giống nữ hoàng Elizabeth. Má tươi nói à, bữa nào đi mua cho ngoại cái nón nữa ăn hoa xoài. Hồi sáng tôi hỏi bà Thi muốn ăn gì, bà Thi nói thì hoa xoài ăn chứ gì nữa. Trời đất ơi. Bà thơ, năm nay bà chưa có ra CD á. 2 năm rồi đó. Tôi tính ra một cái CD thiệt là buồn. Bó tâm không? Ủa, đúng là đổi đời. Bà nói bà ghét cái điều đó lắm mà. Tôi không bao giờ. Bà hát đến nửa bài. Bởi vậy, chính vì vậy cho nên tôi mới vô tôi thâu. Thử thách hả? Tôi mới thử thách cái lòng kiên nhẫn của tôi với cái điệu Boston mà trong khi những cái bài quá trời hay. Bà có chơi Boston nhiều bài hay lắm. Rất là thích. Nè, tôi kể ra một vài bài à. Bài ta. Tôi chọn được 8 bài á bà lên. Tưởng niệm nè. Cái gì? Đã là tháng máy bay nè. Bà biết hai bài đó không? Bà hát đi rồi tôi nghe. Nước mắt nào nhỏ xuống lắm môi khô những đêm khuya. Bài này chưa biết. Bài này chưa biết. Hay ha. Bà Thi biết bài này nè. Rồi bài tưởng niệm là ta nghiêng vai soi lại. À bài này hay. Tình phụ. Tình phụ nè. Tình phụ sao quên rồi ta. Nó có bài của cô Lệ Thu. Chuyện tình mười mấy năm qua. Nghe bỗng xót xa mỗi khi là nhạc hay cơn đau nhiều ngày quen biết nhau đã yêu em rồi yêu cả một đời. Trời ơi nó hay. Với lại cái bài đâu bài gì nữa tiếp theo là bài phải chi em linh đừng có chồng không, bài này không hay đâu.
con. Được, giọng thơ vô bài đó cũng ok. Không, bài đó không có hay đâu mà thơ. Ừ, đấy. Trời ơi, bà ngoại đẹp quá. Nữ hoàng Elizabeth. Cảm ơn con. Còn trẻ với vô trong những người thế để mà thi đấu thì phải chọn những bạn hát có tính cách, cá tính hay là tính cách. Đây địa chỉ của Hoa Sang nè các bạn ơi, 12111 đi y đường Rocker. Thứ tư đóng cửa. Trả lại con ra bài đó. Boston. Con đường như tân cây dài bóng mát cũng có xong nhiều lắm. Rồi bây giờ mời bạn cái nốt. Nốt ra được 8 bài rồi mà không có bài đó. Thấy lựa mấy bài mà kiểu như cô Lệ Thu, Tuấn Ngọc nọ, mấy bài mà đặc biệt, còn những bài về mùa thu nọ. Tại nhiều bài quá mình phải lựa. Có riêng một góc trời nữa. Khóc cho vơi đi những tầng. Cái đó là không tên. Nào bài đó hay lắm đó. Nhiều lắm. Ngăn cách nữa. Yêu vô cho ngăn cách là sĩ hát thì ngăn cách là ra luôn. Vợ nhạc sĩ hát là có khóc thì khóc thì nó... nó nồng nàn, nó rồng rẽ bài hát đấy, nói thiệt nha, nó mấy lần một để khen mà luôn, bận rộn quá bữa nay rồi mất một ngày. Cảm ơn cô. Trời ơi, kêu cái chị lâu quá chứ nó lâu quá vậy. Miếng gà hả? Miếng gà. Ta đã thăm bác đó. Nè, má ra. Chào bác nha, bác khỏe. Rồi à, chào. Thấy bác vừa rồi con vui lắm á. Miếng gà chị. Miếng gà. Rồi. Hai tô miếng gà. Bây giờ nhiều quá, nhiều quá xong, nhiều bài quá. Bây giờ biết như thế nào. Để tôi lựa cái bài thằng ngăn cách là tôi hát rồi. Rồi. Yêu nhau trong cuộc đời mơ xuyên tiền dài gắn bó đôi lời là bài đó. Không phải ngăn cách. Ngăn cách đó. Ngăn cách đó. Tôi hát bài đó. Trời, bà là con Lana, thích từ thích con Lana. Mỗi lần gì nó cứ yêu cầu bà. Trời ơi, cái CD bả. Bả hồi nào lúc nào cũng ngăn cách đúng không? Nãy tôi nhắc cái bài gì mà tôi có rồi. Nguyên một góc trời. Không có bài gì nữa. Hài cảm. Mới nhắc thôi. À, không tên số 4 hả? Là gì? Không cho vơi. Không cho vơi đi những người. Nó cho quên đi những lần. Bài đó là thơ con gái nó lên cao lắm. Đúng không? Cũng cần mà bà đó hay nhớ nha bà số 4. Dòng sao ra. Dòng sao hả? Tôi thích một cái bài gì nữa mà. Mình đêm đêm á quên rồi. Bảo đảm cái CD này là buồn lắm luôn á. Coi như là nghe đỡ ngủ á. Chứ không có thích nha. Hồi xưa tôi mới qua Mỹ á, cái anh buồn á, cái tôi có cái cassette của anh Tiền là tôi đề là nhạc buồn. Ừ, để tối là tôi mở, vừa mới mở lên chút tôi ngủ rồi. Đề cho tôi đề là buồn, nhạc buồn. Đúng buồn, buồn ngủ luôn. Nhạc ru ngủ. Ngủ cũng ở đâu? Rồi, không biết. Miếng xe. Mấy đuổi này chứ. Cái này là tô nhỏ. Cho xin rau. Đây một tô phở gà. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi. Cái gì hả?
hả? Gì mà ẹ gà muốn tặng nó đây nè, nhẹ cho nên rồi ngồi ra rồi chết rồi, cắt bô lý rồi bà đẹp lắm thôi dạo còn cà phê mời các bạn không sẽ đá không gà đá ở đây nó không được ăn rắn không được nhạc cục gà chết lắm nhắc luôn à thì mà bà thương bà không nói chuyện với ai đâu. Nhưng mà bà sợ là bà chết chứ. Tôi tưởng tôi chết. Lúc đó không nói được câu chứ. Tôi chích thì sao bỏ không được. Có ghi lại mà cái này luôn đó. À có. Tội ngâm ăn á. Nuốt trọng á. Đói quá mà. May là người ta đã xương ra rồi. Đi không được. Nó lớn đâu được. Chị đúng không? Chị đi kìa. Ủa? Trùng hợp chứ hả? Đây là chị của Thi. Ba chị. Ba nhà. Linh có giọng nói rất là dễ thương. Dạ. Cảm ơn chị và ba. Phở hoa sen. Đã đưa bà ngoại về. Bây giờ mình về nhà. Ủa chị Kim làm gì đó? Trời ơi chị Kim ủi cái đồ cho bác cát à. Đẹp chưa? Trời ơi chị Kim này. Trời ơi chị Kim. Ủa chị Kim trang trí cái gì đây? Chị Kim làm xong rồi kìa. Đẹp quá chị Kim. Trời ơi chị Kim. Mẹ đâu Kim? Trời ơi, Kép nó về chắc nó giật mình đó chị Kim. Kim làm surprise cho bé Kép hả? Mẹ không có chỗ để ra đi. Đó thịt treo. Treo hôm nay. Còn tay đúng không? Đi Linh ơi, Linh. Đi Linh, đi xe tôi ha. Xe tôi đồ ở trong xe á. Đi thi thi. Mình chụp cái áo của nó luôn nè. Treo ở đây nè. Hay là kéo cái hình em ra đi chị Kim. Lấy cái hình em ra đi. Xong rồi cất tạm đi. Cho em ra rìa đi. Để cho nhân vật chính lên. Cái đó là chụp hình cầm phải không? Cái áo này có 100 mấy à mà Linh, chứ không phải 400 đâu. Bữa nó nói chứ. Bữa lộn nó lộn nhưng mà bữa đó vui. Bữa đó trong trường á bà Linh. Cái thằng đó nó lên nó lãnh, nó kêu tên nó lên xong nó đi xuống nó cởi ra nó cho cái thằng kia mặc đổi nhau tội không? Tội nghiệp quá ha. Đi anh ơi. Ủa vậy là bà chạy xe qua xe tôi bỏ cái bao vô ha? Ủa? Ok. Thời gian nó qua dung dút. Các bạn ơi, thời gian nó qua dung dút. Nó vun vút. Vun vút chứ không phải là dung cũng là vun vút thì cũng là dung dút của bà. Tôi nói tiếng Nam mà. Trời ơi, bắt lỗi tôi nữa trời. Các bạn dung dút hay là vun vút các bạn? Cái nào đúng? Cái nào đúng? Các bạn nói đi.
dù chỉ một lời làm tan nát làm em. Hồi đó ở Việt Nam tôi có hai người làm á, ở Việt Nam thôi cái người làm á, cái xong cái mấy người đó ở đâu miền ở đâu cặp cái gì ta, cái gì mà người Miên hay ở đâu sợ cái gì chắc cái Đào quá. Cái gì mà cuối Trà Vinh ở Trà Vinh đúng rồi, cái tôi sẽ bảo nói Trà Vinh Trà Vinh xong cái này rõ ràng luôn á, cái xong cái nhỏ đó nó ngỡ người làm đấy phải rõ ràng sai rồi, không có được nói rõ ràng là sai, phải nói là rõ ràng. Nó cười gì đâu luôn, từ đó vì sao cái tôi hay giỡn, tôi nói không phải rõ ràng nha, nói sai nha, phải nói là rõ ràng. Chứ ở ngoài Sài Gòn đó thơ, phía bên Thủ Thiêm là nó chỉ cách phía bên bên Sài Gòn bên đây là chỉ có một con sông thôi, mà người ta bên đó nói ngộ lắm, người ta khác kêu bơm bướm, mà ta kêu bơm bướm không bơm bướm bướm. Ồ sao vậy, thì cái từ miền vùng á, vùng miền giống cái như cái chị kìa, chị nói nấm phải không à. Cái tôi mới nói chị Hoàng, chị đánh vần chị nấm coi, ớ mờ âm nờ âm năm sắc núm. Ớ mờ âm mình túm lại là núm. Trời ơi. Thi đưa cái mặt ra đây coi. Hạng nhất tuần sao tuần rồi tuần cô gái thi hát đạt giải nhất tuần thứ tư phỏng vấn cái coi, bữa giờ gặp mà chưa có trực tiếp phỏng vấn. Hôm nay mới gặp, bữa thi đó hôm nay mới gặp à. Đúng rồi, gặp mà sáng giờ gặp đâu có lo ăn không, mà đâu có phỏng vấn, đâu có thời gian đâu mà phỏng vấn trực tiếp. Bây giờ phỏng vấn trực tiếp nè, cái lúc mà thi đó cảm giác làm sao, lúc mình bắt đầu lên thi á. Trời ơi, lúc mà đăng ký đi thi là đâu có nghĩ là được giải đâu. Vậy hả? Ừ, đi là tự vì đi vui thôi không? Vui, ham leo lên sân khấu quậy thôi. Chứ đâu có nghĩ là được giải đâu. Từ mấy thi cũng đang ho mấy tháng ấy, đêm là ho hoài luôn. Là bữa chạy lên là đi bác sĩ lấy thuốc uống á, rồi xong rồi là sung quá. Từ cái bà ngoại nói bà ngoại sẽ đi coi thi hát, thi mới đăng ký ngay luôn đó. Dạ chứ đâu có nghĩ là đi thi đâu. Thì không ngờ là đậu. Nhưng mà cái cảm giác lúc mà đi lên sân khấu hát, bắt đầu cái thời gian mà dự thi á, thì cảm giác như thế nào? Cảm giác đúng là lúc đó mình khó tả. Có gung không? Không có rung. Không có gung. Mà giống như mình được cá mà được lội trong nước. Vậy hả? Coi như là đam mê thỏa mãn được giọng đê hèn á. Đúng là thỏa mãn được giọng đê hèn. Nó không phải mình rõ ràng bữa đó thì thấy thì đâu có một cái chút gì gọi là đi thi, giống như đi chơi, đi hát chơi vậy đó. Chơi vui á, không có rung. Nhạo lên nói không có rung. Bậy bạ. Thật sự bữa đó là thấy mấy thí sinh kia thì người ta hát người nào cũng có một chút rung gì đó trong đó, nhưng mà thi thì không thấy rung, thấy tỉnh bơ. Bà này cho bà nên rồi bà giỡn theo cái bà quên quậy người ta luôn rồi. Cho nên là có những cái comment người ta nói là người chuyên nghiệp á, cái gì thi là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà không phải. Tám có vô comment đó là không phải, thi là chỉ là diễn viên điện ảnh thôi, hồi xưa ở Việt Nam thi có đi đóng diễn phim đóng kịch, cho nên là chắc là nhờ như vậy cho nên là cái dạng sân khấu lên không có rung. Chứ còn là kêu bằng ca sĩ hát thì không có, thì thi không có bao giờ mà đi hát mà làm ca sĩ mà kiếm tiền á, không phải là không kêu bằng là ca sĩ, tại vì đó giờ đâu có leo lên sân khấu đâu, tại thi đâu phải là kiểu ca sĩ, không phải ca sĩ, chỉ hát chơi vui giống như mà mấy cái thí sinh đó thôi. Cho nên là thi là được cái phong cách đó là nhờ là người diễn viên, cho nên thi dạng sân khấu thì không có rung, cho nên lúc lên sân khấu á thi hát mà thi không có rung là như vậy. Thấy các bạn ha. Nhưng mà không có chút nào hồi hộp hết hả? Không. Có hồi hộp không? Không, cái lúc mà lái xe vô đậu để mà mình biết là mình sẽ hôm nay mình thi á, lúc đó là bắt đầu đúng là hồi hộp thiệt. Cứ sợ là mình lên cao là mình sẽ bị ho, tại vì thi có ca mấy lần cứ lên thơ có biết
là mình ra mình lấy tông để mình thử á, cứ lấy cái tạ tông cái nói cao nhất để mình lên là lên nổi, lên là ho, lên là xong định kêu là thôi bỏ không thi á, định là khi nào khỏe khỏe là mới đăng ký thi. Xong mình nghĩ là thôi mình không có đủ chừng tính. Nói nhỏ quá không nghe, những ngồi sát lên đây đi, giọng thi tính. Nhỏ đó không nghe với bà ngoại là thi. Cho nên liều luôn nha. Yeah. Có thân thân tổ nghiệp thân tổ nghiệp là cho con xin cho con thi được tròn trịa, tại vì con ham hát lắm mà con ho mấy bữa nay á. Xin ca mà đúng là chắc là tổ nghiệp không thi còn ca là đúng là khỏe luôn, ca mà giống như chưa bị ho luôn. Nhưng mà thi có biết cái bài thứ nhì thi ra có hát tốt hơn cái bài nhất không? Biết chứ, thi biết bài đầu thi ca không có vỡ giọng ra, bài đầu ca tại vì thi xuống tới một tâm lận. Đúng rồi, bài đầu là bình thường á, thi ca cái bài đó mà lúc đi chơi trong gia đình hoặc là thi ca bài đó là phải là si mà tông si mà bài cái thương cuối cùng á, mà đến khi mà ra lên thi sợ ca lên cao nó không nổi đi xuống la thứ rồi hàng chi nghe nó thấp. Thành nhưng mà cái bài thứ nhì nhờ bà thơ, tám kêu thơ. Chứ không thôi là cũng nhờ cũng thấp chủng luôn. Bài thứ nhì thi lấy hai bài đều trong la hết, một bài là vết thương cuối cùng là la thứ, bài phút cuối là la trưởng. Thì thơ mới nói bây giờ bà lấy bài đó bà ca tông nào hết la trưởng, bà ngồi chấm 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 bà đó không, bà phải lên tông, bà ca vậy tù giọng là không được, bà phải vỡ giọng ra nó không được, thì đến cao thì sợ ho là chỗ nhục lắm. Bà nói không, bà cứ lên đi, kêu lên báo với Tân là phải lên tông. Cái gì thì lên thì báo với Tân là lên nửa tâm thơ yêu cầu thì lên giọng đẹp liền chứ bộ, là nó sáng giọng liền chứ. Tôi tưởng tượng mà lúc đó mà tôi không có hỏi bà chắc mà để cái bị ấm với em chị á. Xin thông báo với tất cả các thí sinh là các bạn nào trước khi bước lên sân khấu thi mà chưa biết nốt nào thì gặp bà tám căn thơ. Bà nhầm, 714-677-7890 để được tư vấn miễn phí. Bà nhẩm cái xong bà kêu thôi bà lên nửa tông đi, bà đừng ca dậy không được. Ca nó tối bài lắm. Rõ mà sợ bà thi á, bà xuống thấp bà mất chữ. Mất giọng. Nó thấp quá nó cũng mất chữ. Mà tôi tức cái đợt A muối là tôi không có để ý cái tâm A muối ơi. Cố vấn ghê sợ luôn. Bà tôi dặn A muối từ nhà từ sáng rồi, tôi nói nhớ nha muối, bắt tâm cho kỹ nha muối. Muối nói, ok. Cuối cùng biết sao không? Muối nói sao không? Muối kêu là để lấy tông nam cho muối. Trời sao mà mày có muối mà hát tông nam được? Thì muối lúc nào cũng vậy hết. Cái giọng muối cao mà. Muối là ca tông nam là sai. No. Thơ giống như anh Bằng Kiều thấy không? Anh Bằng Kiều ca tông ảnh nhưng mà thi ca tông cấm quá Bằng Kiều đó. Nếu mà mình hát karaoke mình lấy cái tông đó thì mình hát ok, nhưng mà lúc mà mình thi mình phải hát cái tông của cái giọng của mình. Muối làm sao mà hát tông nam được, cái giọng muối cao. Muối hát tông ở giữa nam và ở giữa nữ. Tông nữ thì có thể là muối hát cao, nhưng mà tông nam thì muối hát quá thấp. Cho nên giọng muối là giữa nam với giữa nam với nữ. Có nghĩa là nam dịch xuống hai tông hả? Đúng không? Nam lên hai tông. Lên hai tông hả? Tại vì nữ với nam là xê xích khoảng 3-4 tông. Đúng rồi. Cho nên muối hát cái tông giữa. Nghe muối. Trời em dặn muối hoài em tức muốn chết luôn. Cũng may là giọng muối tròn á, may là bữa đó hát giọng muối nghe xuống thấp nghe cũng rõ tròn trịa mà. Chứ không thôi trời ơi, bắt cái tông rất là quan trọng nha các thí sinh. Đúng rồi. Bây giờ bà chạy tới bưu điện cho tôi trước nha. Tôi chạy xuống tôi rót xong rồi bà chạy thẳng ra mộ ngoại làm nhanh mua hoa không? Đi ghé liền ghé hoa không tại vì ngày mai ngày mốt nên người ta dẹp rồi, người ta dẹp ấy rồi, còn hoa cũ đó. Còn hoa cũ mới lắm, hoa bữa két đem ra đó. Thi công nhận thi ha. Hồi sáng rồi hôm nay có ra mộ ông ngoại cho thi ra với, cái nó hôm nay không có rảnh thi ơi, không có thời gian đi. Ai ngờ đâu ông ngoại cho thi ra thăm ngoại đâu. Hôm nay có đám tang ở đây à các bạn. Thôi, ở đây nó có người mới trên
đang hạ huyệt á. Ông ngoại kìa, dễ thương. Đang hạ huyệt hay sao á. Thi Thi ra thăm ba kìa ba. Lát dẹp mấy này luôn hả Linh? Đó, thấy bông tươi không? Tươi. Bông đẹp ghê chưa? Dọn nhà ba một cái nha ba. Mai mốt người ta người ra người ta cắt cỏ rồi ba. Cái này luôn không Linh? Không, cái đó để. Rồi mốt con ra con bày ra lại cho ba nha. Mai đem hình ra nha. Ừ. Đừng có dở dù lên vội. Bà đó biết, đó. Bà biết tôi nằm mơ tôi thấy gì tự nhiên. Ừ. Tôi đốt ngang tôi mới nhớ. Sao? Tôi nằm mơ tôi bị cháy tóc. Trời. Hôm qua. Nghệ hả? Ừ. Thì cẩn thận củi lửa. Thấy tụi shipper cái gì? Shipper woman á. Dạ giỏi rồi. Giỏi. Không bà thơ ba cây đi. Lên mấy cây, lên một đi. Thì mất thằng xóm nữa. Thì các bạn xóm chứ. Đây nè, đây nè. Ừ. Không nhớ hả cắm đâu. Thôi nói chung cắm đâu cũng được nhưng mà cắm dưới cái tên đó. Rồi, bye bác nha. Bác ngủ ngon nha. Con ra đất mẹ cầu nguyện cho ba nữa nha ba. Con bye bye ông ngoại. Bye bye ba kìa. Mới làm như là bởi nhìn ông ngoại mà nhìn bà bởi nhìn chăm chăm bởi nhìn chăm chăm vô. Con ngủ ngon nha. Không phải đi bữa nào con ra con trang trí cho ba nha. Giấc ngủ ngàn thu không thì cứ nói trước ngày nào là Thi sẽ xin nghỉ ngày đó.